Xin chào các bạn. Ngày nay thì có rất là nhiều các kỹ thuật can thiệp sỏi đường tiết niệu ít xâm lấn và rất là hiệu quả. Trong đó có các phương pháp là tán sỏi thận bằng sỏi mềm. Đây là cái phương pháp mà rất nhiều những cái bệnh nhân và người nhà bệnh nhân quan tâm. Phương pháp này thì bác sĩ sẽ sử dụng một cái ống soi đi hoàn toàn theo đường tiểu, hoàn toàn theo đường tự nhiên lên tiếp cận viên sỏi và tán vỡ vụn viên sỏi thành những cái mảnh rất là nhỏ để sỏi có thể tự đào thải ra ngoài. Phương pháp này thì can thiệp rất là hiệu quả và bảo tồn tối đa chức năng thận. Không hề có vết mổ và bệnh nhân hồi phục rất là nhanh và cũng rất là an toàn. Đó, và đây chắc chắn sẽ là cái phương pháp mà sẽ là cái xu hướng trong tương lai trong việc điều trị sỏi đường tiết niệu. Và đây là một cái video mà các bạn có thể quan sát là bác sĩ thực hiện tán vụn viên sỏi thành những hạt cám rất là nhỏ đã thải ra ngoài. Các bạn có thể quan sát. Cụ ấy 91 tuổi. Cảm ơn. Này mà nó là vàng thật, chắc là tổng cấp một viên bệnh nhân mắt mình ấy. Các cụ để lại sẽ đành sán lợi. Đúng rồi. Cái này sao lại